Rồi chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Số Mãi. Hôm nay lại tiếp tục lên về hàng về nhé. Đấy, ngày hôm qua thì bạn của em không lên được cho các bác. Nay 1 tháng 5 lại tiếp tục lên cho các bác những mã đồng hồ vãi này. Hàng mới về rất đẹp tuyệt vời luôn đấy các bác nhá. Đấy. Hôm nay vẫn đang trong ngày lễ nghỉ lễ thì mời các bác vào xem video thì với video hôm nay em cũng vẫn bao ship hết cho các bác nhá. Đấy. Vẫn bao ship hết cho các bác những video hôm nay. Đấy. Ngày hôm nay vẫn là ngày lễ. Đấy, thì các bác nào quan tâm thì cứ lên mã và gọi điện thoại cho em theo số điện thoại là 0818132198, em đã lưu trên màn hình rồi. Đấy, và các bác vào video xem video thì ủng hộ cho em giúp em một nút like, một nút đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác. Rồi đầu tiên vào video thì có một con Senko cho bác này. Con này rất tuyệt vời luôn nhé các bác nhé. Con này mặt kính mo, hơi mo thôi. Đấy, nhưng mà chất của nó là tất bằng gỗ nhé. Đấy, chất bằng gỗ của nó này. Đấy, nhìn rất đẹp, lâm số là mã. Đấy, ở giữa này cũng là gỗ, đây cũng là gỗ nhá. Còn đây người ta có một cái viền rất đẹp luôn, rất là cổ luôn. Đấy. Và đằng sau của nó này, máy móc còn nguyên bản luôn nhá. Đấy, khui ra pin vẫn pin của người ta luôn nhá, pin Pana. Em sẽ gửi đi cho các bác là nguyên quả pin này luôn. Pin này còn nguyên quả pin này là coi như là nó cũng có giá ở đấy các bác nhá. Đấy, giá của nó còn nó pin của nó là pin ở bên đấy nó độc hơn là pin mình. Đấy, em nói thẳng là pin này là vẫn là chất hơn pin của em. Đấy, pin của người ta mới là pin chuẩn. Pin theo máy là rất là chuẩn. Đấy, nhưng các bác dùng các bác biết. Đấy, vào nhá, vào xem video thì ủng hộ cho em lấy một nút like, đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh này. Con này thì em sẽ đo cái thông số của nó là cho bác là con này được 35 cm nhá. Con này cũng khá to, 35 cm chiều cao và chiều ngang của nó 36 cm. Đường kính của nó con này được 24 cm. Đường kính của mặt đồng hồ này 24 cm, tức là nó rất là to, tức là nó rất to luôn các bác nhá. Đấy, con này thì đây thì khui ra nó vẫn đang chạy như này, vẫn đang chạy bình thường như này. Đấy, khi em gửi đi cho bác em vẫn gửi cho các bác một cổ pin như vậy nhé các bác nhé. Đó. Thì các bác quan tâm lên mã cho em. Hôm qua là lên mã con mã V bao nhiêu nhỉ các bác nhỉ? Con mã V hình như V25 à. Đấy, thì hôm qua là lên hôm nọ là V25 rồi nhá. Hôm nay con V26 này. Con V26 này. Con này em gửi đến các bác là đi con này nó tuyệt vời luôn, máy to này. Đấy. Con này là tương đối là ok, còn zin đét luôn, zin thì con ốc luôn nhé các bác nhé. V26 em gửi đến các bác là đi con này 700.000 này, 700.000 cho con V26 nhé, nhìn rất tuyệt vời luôn. Đấy, nhìn rất đẹp luôn các bác. Đấy, V26 700.000, các bác quan tâm lên mã cho em nhé, V26 700.000. Đấy thì con vừa xong em nó khui ra để xem nó như nào là đầu tiên. Giờ cái khui của hàng theo tiếp theo thì em sẽ khui nó ra cho các bác biết là nó như thế nào nhé. Nói chung là nó hơi lâu tí, tại vì khui hàng thì nó hơi lâu. Con này cũng bằng gỗ đẹp, rất đẹp luôn các bác nhé. Nào, con này còn sáng láng luôn. Đấy, các bác nhìn vào máy là biết luôn. Đấy, chất từ đất chất lên luôn, các bác nhìn chưa? Máy con này máy nhỏ thôi. Con này SKP Japan chữ to đùng luôn. Đấy. À, pin tiểu các bác nhá, pin tiểu này. Con này dùng pin tiểu cho các bác nhá. Cái quan trọng là đưa pin vào nó chạy không mới là ngon lành ấy. Đấy, máy chạy luôn này. Máy còn sáng láng mẹ nó cứng đét luôn. Đấy các bác nhìn chưa? Đấy, máy chạy luôn, kim nảy, số thì số nổi nhá. Đấy, số nổi kim hoa. Và con này nó cái gỗ của nó là rất đẹp luôn, rất bóng, rất xịn luôn. Rồi con này nó đang kẹt kẹt kim nhá. Con này đang kẹt kim thì em đang để bỏ nó ra đã nhá. Đấy, con này kẹt kim. Máy thì đây vẫn đang chạy này. Đấy, máy vẫn đang chạy nhưng mà kim đây nó kẹt. Đấy, không biết là nó kẹt ở cái kim dây như nào, chỗ này đang bị kẹt này. Đấy. Con này em bỏ ra đã. Đấy, kẹt kim dây này. Máy vẫn đang chạy nhé, cái này vẫn đang đi nhưng mà kim dây không chạy. Con này em phải bỏ ra đã. Con Maruman, con này dùng pin tiểu này. Máy
rất là đẹp luôn các bác nhé, rất đẹp luôn. Đấy. Con này máy kim trôi các bác nhé, máy kim trôi con này như có phản quang này các bạn, con này phản quang ở đây, có phản quang nhé. Đấy. Các bác chờ em xíu này, đó các bác nhìn chưa? Đấy, con này phản quang nhé, con Maruman phản quang này. Đấy, cái này là em vừa bóc nó xong, chứ nếu mà cái này mà còn thắp điện ở ngoài nữa là nó còn hiệu ứng ánh sáng, nó tiếp thu cái ánh sáng và cái phản quang này nó còn sáng nữa. Cái này em vừa ấy khui cái này ra thì nó chưa có được hấp thụ ánh sáng nhiều ấy, cho nên là nó sáng ít, chứ còn nếu mà để các bác treo ở nhà rồi mà nó hấp thụ ánh sáng nhiều rồi là nó sáng rất là sáng luôn. Đấy, con này con Maruman, con này bằng nhựa nhé, con này khung gỗ, không có bằng nhựa giả gỗ này, nhưng mà của nó rất là mới luôn. Con này các bác nhìn cái chỗ treo của nó, em nghĩ là chỉ là chưa treo luôn, chưa có vết chày để treo. Đấy, em nghĩ là con này là chưa sử dụng luôn các bạn. Đấy, đến cái mặt đằng sau của nó này, phần để tiếp giáp với cái phần tường nhé, chưa có một vết gì chày xước luôn đó, cho nên con này em nghĩ là nó chưa sử dụng luôn. Đấy, cái phần trên này còn chưa có bong chóc một tí cái gì của cái xi mạ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, cái này phần những keo em bóc ra thì đôi khi nó có keo để lại, nó dính dơ thôi, dính bẩn thôi nhé. Đấy, thì các bác lên mã cho em con này, mã số con V27 nhé. Con này có chiều cao của nó 32 và chiều ngang của nó cũng là 32. Đấy, V27 con này lên mã cho em là V27 này. Đấy, con V27 này thì em gửi đến các bác là đi con này 500.000 các bác nhé. Đấy, 500k cho mã V27 này. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Hàng con Maruma, máy của nó là máy của Shinfuku đấy các anh nhá. Đó, máy là rất đẹp luôn, tất cả mọi hình của nó rất là ok. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho Maruma con V27 500.000. Rồi lên một con này là con Felix. Con này có cả nhiệt độ này, đấy, báo nhiệt độ và độ ẩm này. Con là máy kim trôi các bác nhé, máy kim trôi. Đấy, hiện tại bây giờ độ ẩm của nó là đi 60 mấy%, 65%. Còn nhiệt độ của nó là 30 độ C. Đấy. Con này nó bằng nhựa thôi các bạn, con này bằng nhựa nhé, khung bằng nó bằng nhựa này. Hai cái để cảm ứng của nó, nhiệt độ và ánh và ấy của nó đấy, và độ ẩm của nó. Con này có chiều cao là 32,5 cm và chiều ngang của nó là 27,5 cm. Đấy, con báo thức này, con này à, cưng nhầm, con báo nhiệt độ này là mã số con mã số 28 nhé, con V28 này. Con này thì em gửi đến các bác là 450.000 này. Đó, các bác lên mã cho con V28 nhé, 450.000 máy kim trôi này. Đấy, con này có báo nhiệt độ các bác nhé, báo nhiệt độ luôn, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, báo nhiệt độ, độ ẩm luôn. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho con V28 450.000. Con này số vòng số ngoài, con này dùng pin tiểu nhá. Nóng ốc này sao này, con này kim nảy các bạn, con này kim nảy, con này số thì số kiểu như này, 1 2 3 4, cái này bằng nhựa các bạn, bằng nhựa đấy, không phải bằng gỗ gì đâu. Đấy, phần sau này thì nó bằng kính trong này. Bằng kính trong, còn đằng trước này nó thủng nhá, nó làm thủng này, nó làm số là số thủng nhá. Đó, con này các bác lên mã cho em là mã con 29 này. Con này đường kính của nó là được đi 34 cm. 34 cm cho đường kính của con đồng hồ, nó chỉ có đề đây là cái Quartz thôi. Đấy, con này thì là vỏ của nó thì vỏ China, còn máy của nó thì không thấy đề cái gì, máy không thấy đề cái gì các bạn. Rồi các bác nào lên mã cho em là mã V29 này,
con V29 nhá. Đấy, con V29 thì em gửi đến các bác là đi 280.000 nhá. 280.000 cho con V29 này. Đó. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhá. V29 280.000. Đấy, cái kiểu số nó thủng thủng này nhìn cũng rất hay. Đó. Nhưng mà máy thì chả nhìn thấy là cái máy gì thì em báo giá như vậy thôi. Rồi nên con này là con gì đấy, con Roro gì đấy. Con này thì máy của nó ra ban rồi. Máy kim nảy các bác nhé, con này kim nảy này. Đấy, con này kim nảy. Con này thì bằng nhựa nhé các bác nhé. Con này bằng nhựa này. Đấy. Khung nền của nó thì kính mo. Kính mo. Đấy, các bác lên mã cho em mã này, mã số 30, con V30 này. V30. Con này thì em gửi đến các bác là đi 130.000 nhá. Đấy, con này thì nó là cái máy thôi. Còn khung của nó thì kiểu này nó không biết là các bác có ưng không. Đấy, thì báo cho các bác là V30 130.000 nhá. Đấy. Con này MAG này, con này con sử dụng là với 4 quả pin, 5 quả pin luôn. Con này sóng radio quá, mà máy mà kim bị giật giật này. Đấy, kim giật giật như này nhá. Đấy, kim giật giật không chạy được này. Sóng radio mà con này có thấy có đèn ở ba góc nhá, đây và đây nhá, ba góc này. Nó có đèn nhưng mà không thấy nó phát, không thấy đèn nó phát sáng, không có công tắc ở chỗ nào cả. Cái này chắc là hiệu ứng rồi, là không lúc mà mình tắt điện thì nó mới có đèn chăng. Đấy, con này các bác lên mã cho em là mã số 31 nhá. Con V31 này. Con này em gửi đến các bác là thanh lý nhá. Đấy. Con này 120.000. Đấy, con V31 120.000 nhá. Bác về xử lý cái vấn đề máy móc kim cũng kẹt như nào em không biết đâu. Đó, con V31 120.000 nhá. Đó, lại tiếp tục một con nữa nhá. Con này con gì mà nó kinh cả, nó cong cả ấy ra này. Con này người ta không sử dụng sao nó cong hết cả cái mà cả cái chạy này. Máy thì chạy mà kim không thấy chạy, cái máy thì giật giật tành tạch à, đây chạy rồi. Chạy rồi. Đấy, cái này nhưng mà nó bong cả cái bong cớn này các bạn nhìn chưa? Nó bong cái mặt giấy lên này. Đấy, các bác về xử lý con này nhá. Em lên mã thanh lý này. Con này mã số 32 nhá. Con V32 này, con này 130.000 nhá. Đấy, 130.000 các bác. Máy vẫn sống luôn nhá. Máy vẫn sống nhưng mà về xử lý cái này cho em, cái này chỉ bong lên thôi. Đấy, chỉ bong lên thôi các bác về xử lý cho. Mã V32 130.000. Lại lên con nữa đây. Đấy. Con này đẹp phết các bạn nhé. Đấy, nhưng không biết là pin của nó có chạy được không, pin là pin của người ta này, nhưng chắc hết pin rồi chăng, nó để lâu quá. Đấy, con này kim trôi chạy luôn này, đấy, vèo vèo luôn. À, con này đường kính của nó, con này bằng nhựa nhá, con này mới tinh tình luôn. Con này 305 cm nhá, đường kính nhá. Đấy, kim của nó kim que này, chỉ rất hay luôn, nó viền của nó viền trắng này giữa đen. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, đằng trước đằng sau đây nhá. Đấy, các bạn nhìn trên những cái chỗ đeo là treo tường này hay là có tiếp xúc với tường nhá, hầu như là chưa có treo luôn nhá, chưa có treo vào tường luôn, chưa có tiếp xúc luôn. Có cái những cái ở phần riêng này là nó đóng hàng
dính băng keo và nó đóng hàng nó bị chảy ra tí thôi chứ không có vấn đề gì cả. Còn máy là máy còn mới tinh tinh luôn. Đây những dòng pin của nó là pin nó dòng ở trong kiểu như là nó thanh lý siêu thị ấy. Đấy, cho nên là nó rất là còn chất luôn. Đó, còn nhiều những con nó rất đẹp, còn pin biết vẫn khỏe. Con này nó mang lên mã cho là mã số con 33 nhá. Con V33 này. Con này thì em gửi đến các bác là 280.000. 280.000 con V33 nhá. Rồi con này là con Maruman, con này sử dụng cũng là pin lắp kiểu gì đấy. Đây. Con này là cái radio rồi, quay tít thò lò radio rồi. Đấy, con này đường kính của nó, mặt kính mo đấy, con này con kính mo. Đường kính của nó là được 32,5 33 cm các bác nhá. Đấy, con này lại radio số nổi nhá. Lên mã cho em là mã 34, con V34 này. Con này thì gửi đến các bác là radio này thì các bác sử dụng này nó hơi khó thì gửi các bác là 250.000 các bác nhá. Đấy, bác nào sử dụng quen radio thì hắn bơi vào chứ không là về lại em này khó chỉ lắm. Nhiều khi em chỉ có các bác không hiểu nó phiền lắm. Rồi, tiếp tục con nữa nhé. Con này con MAG nữa này. Con này cũng vẫn đang chạy nhá. Này, khui phát chạy luôn. Thế em cầm ngược. Đấy, con MAG. Đấy. Máy đẹp chưa? Đây các bác nhìn này, cái vỏ này vỏ China nhá. Vỏ China thì các bác cứ kệ nó. Đây vỏ sản xuất tại Trung Quốc kệ nó, miễn sao nó cái máy nó ngon được các bác. Con này thì cái này thì nó để là xăng tai. Xăng tai thì chắc là Trung Quốc rồi. Đấy. Thì con này nó kim trôi này, khung của nó bằng cái này bằng nhựa giả gỗ thôi. Con này bát giác của nó là được 30 cm các bạn. Đấy, nó lên mã cho là mã số 35 này. Con V35 con này thì gửi đến các bác là 200.000. 200.000 cho con V35 nhé. Đấy, pin của người ta luôn nhá. Pin này cái gì Akalino cái gì này. Pin này pin dùng từ bên Nhật đến đây vẫn còn đấy. Con này con Casio nữa này, con này cũng đang chạy luôn nhá. Đấy, cũng là pin của người ta luôn nhá. Nó gửi pin từ bên Nhật về vẫn đang chạy. Đấy, pin này pin trâu phết đấy. Đấy các bác quan tâm thì cứ lên mã cho em gửi luôn cả pin luôn cho các bác nhá, em lấy ra đâu. Đấy, cho bác về các bác sử dụng luôn, xử nó luôn. Con này con Casio này thì em gửi đến các bác là mã số 36 này. Con V36 này. Con này gửi đến các bác là cũng là đi 200.000 thôi. Đấy các bác nhá. 200.000 cho con V36 này. Đấy, sóng radio. Đó. Con MAG, con này sử dụng pin tiểu này. Con này cũng kim trôi luôn nhá. Con này cũng kim trôi luôn này. Con này bằng nhựa đấy, cái này bọn này nó bằng nhựa tất. Con này cũng lên mã cho là mã 37 này. Con V37 này, con này 130.000 vậy nhá, 130.000 thôi. Đấy, con V37 130.000. Quay đồng hồ nó rẻ hơn là đồng hồ chợ luôn các bạn. Con 37 lên con 38 này. Đấy, nhiều máy rất còn đẹp, còn rất đẹp luôn các bạn. Con 38 nhé, con này chắc hết pin rồi. Hết pin rồi, còn hết pin rồi. Cái pin của người ta cái chân nó cũng có dài hơn chân của mình ấn pin của mình vào là nó hơi đuối.
xin hết chạy nữa các bạn. Không thích chạy, con này không thích chạy. Đấy, con này nhìn đẹp này không chạy các bạn. Thanh lý luôn cho các bạn này. Con này mã số 38 nhé. Con V38 này của các bác là 130.000. Đấy, 130.000 nhé. Con V38 này 130.000, máy không thấy chạy luôn. Cho pin mà không thấy chạy. Xem có chạy không. Xem có thấy tí sống nào không. Không chạy. Đó. Thanh lý V38. Rồi tiếp lên con này, con sập mắt luôn của con bốn ống tây đánh chuông nhé bác nhá. Con này bốn ống tây đánh chuông này. Đấy, con này thì nó có chế độ hai chế độ nhạc nhé, một là chế độ nhạc của bản web, một chế độ là bản cái nhạc gì ấy. Đấy, thì con này thì nó có bốn tây đánh chuông, lắc hết vẫn còn đầy đủ, bốn tây đang đánh hoàng hoàng đàng hoàng. Em test cho các bác nhé. Đó. Con này tổng chiều cao của nó là được đi 86 xe con nha. Đấy, tổng chiều cao của nó 86 xe và cái mặt cái đường kính của hồ mặt to nhất của nó này, ngoài này, là bằng được 34,5 xe, còn đường kính trong này của nó được 26,5 cm. Đó. Chất liệu của nó thì chắc là cái quả cái này là bốn cái chuông này bằng đồng rồi, nên nó mới vang, nó kêu ngân này. Đấy, còn bốn ống tây này nó bằng nhựa nhá. Đấy, gỗ này chất liệu gỗ gì nó rất là đẹp luôn. Đấy, trước sau trên dưới đều gỗ hết. Đó, nghe chuông rất đẹp luôn, rất hay luôn. Đấy, đây thì mở ra thì nó có cái phần pin trong này, nó sử dụng cho bác là ba quả pin đạn như này nhé các bác nhé. Đấy, và cái cơ cấu hoạt động nằm trong này. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé. Bác nào mà ưng cái mã này thì cứ báo cho em và em sẽ gửi video chi tiết hơn. Đấy, còn cái mình quay ở trên này thì chi tiết của cái video nó hơi khó nhé, tại vì nó em chiếu nó hơi nhỏ, chi tiết nó không được kỹ. Cho nên bác nào mà có nhu cầu thì cứ báo em để em gửi video trực tiếp thôi, à video riêng thôi, các bác nhá. Còn các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã này này, mã này là mã số 30, con V39 nhá, con này con V39 này, con này của các bác là 4 triệu luôn nhá, 4 triệu cho V39 nhá, V39 4 triệu, con 4 tay đánh chuông này, đấy, các bác nào quan tâm thì lên mã cho em nhá. Rồi tiếp tục là một con này là con đế bàn này, con đế bàn hộp này. À, sử dụng cho các bác làm quả pin tiểu nhá. Đấy, quả pin tiểu này. Đây con này có hộp đựng đồ luôn. Nhưng mà cái này mất cả cái nút kéo ra rồi. Đấy. Máy của nó là máy kim nảy này, số là mã. Đấy, kim của nó kim mạ vàng, nhìn rất đẹp luôn. Này còn dơ lắm em chưa lau cái này. Đấy, con này thì thỉnh thoảng nó có cái hàng nó có dơ dơ tí nhá. Hàng bãi. À, con này thì nó có cái nó bằng nhựa các bạn. Chiều ngang của nó được 20 thôi, còn chiều cao của nó 30 cm. Đấy, tay sách như này. Đấy, tay sách của nó đây. Đấy. Con này thì bác lên mã cho là mã số V40. Con V40, con này thì gửi đến các bác là đi V40 là con này gửi đến các bác là đi 280.000. Được rồi. Đó, con V40 280.000 cho các bác này. Đấy, tại vì con này nó không mất cái nút rồi kéo ra rồi nhá. Các bác nào ưng cái mã này thì cứ kêu em. Đấy, cứ báo em này. Đấy. Nó lại cái mã này ra rồi. Đấy, đồng hồ thùng 280.000. Đó. Rồi đến con Citizen này. Con này sử dụng cho các bác là pin tiểu luôn. Đấy, con Citizen nó kim nảy nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã cho em nhé. Con này nó được chiều ngang của nó là 305 cm và chiều cao của nó được 30 cm thôi.
Con này lên mã cho là mã 41. Con V41 con này gửi đến các bác là đi 220.000. 220.000 cho V41 nhé. V41 220.000. Rồi con Casio này, con 42 V42 Casio. Đấy, con này lấy pin khác này. Đấy, con này kim trôi vẫn sử dụng nhá, vẫn ok luôn, tại pin nó hết rồi, pin người ta hết thôi chứ còn không làm gì cả. Đấy, kim trôi nhá. Con này còn mới lắm nhá các bác nhá, còn rất đẹp. Đấy, máy móc còn rất đẹp luôn. Các bác lên mã cho em con mã số 42. Đấy thì con này con Casio nhá. Đấy, vỏ viết của nó là vẫn nguyên nhá, không bị vỡ nhá. Đây mới tinh luôn nhá, các bác nhìn cho mới tinh luôn. Đấy. Đó. Casio. Con này thì các bác lên mã cho em là mã số 42. Con V42 nhá. V42. Con này gửi các bác là 250.000. 250.000 cho V42 các bác nhá. V42 250.000. Rồi lên một con này là con chuông này. Con này thì nó hơi bị chảy đây nhá. Con hơi bị chảy. Đấy, hơi bị chảy. Con này bằng gỗ. Đây. Nắp pin của nó đây nhá. Còn nguyên nắp pin đây nhá. Đấy, chữ nghĩa người ta viết cái gì không biết, là người ta viết những ngày tháng người ta thay pin sao này. Đấy, cho nên lằng ngoằng lên. Đấy các bác nhá. Đây là nắp pin này đây. Pin em vừa cho vào là nó vẫn chạy như thế. Có một cái vấn đề đây thì em nói cho bác là cái sơ qua là cái chân pin. Cái chân pin thì nó bị gãy nhá. Đấy, nó gãy chân pin này. Đó. Gãy chân pin này thì em kẹp thêm cái chân, kẹp thêm cái lá này vào đây là nó chạy được. Đấy, còn nó không có việc gì cả. Đó. Còn chế độ chuông của nó thì em sẽ test cái chế độ chuông này. Đấy, nó có hai chế độ chuông. Bây giờ test, em test trước cái chế độ chuông chuông đầu của nó nhá. Đấy là kính con này. Đấy. Kính con nhá. Đấy. Còn cái chuông thứ hai của nó là mình ấn kéo nó ra nhé, kéo nó ra. Đấy. Và em lại test chuông của nó là như thế này. Đấy, nó chỉ có keng không thôi nhá, còn cái kia là kính con nhá. Đó, nó có hai chế độ nhạc chuông như vậy. Đấy, thì các bác nào quan tâm cứ lên mã xem. Đấy, nó thì hơi sứt sẹo ở đây tí này, chày này. Đó, chày nhá, đây chày này. Đó. Rồi các bác nào quan tâm thì lên mã cho em này. Đấy, máy chạy hoạt động bình thường nhưng mức chân pin là nó em kẹp cái đấy và nó hơi lỏng. Thì các bác nào mà về đấy thì nghiên cứu thì làm cái chân nó cứng hơn tí thì là ok ngay, không có gì cả. Con này gửi đến các bác là mã số 43. Con V43, con này gửi đến các bác là đi 850.000. 850.000 cho con V43 nhé. Con này có nhạc chuông, kính keng, kính con nhé. Đó, xài pin đại này. Đấy, nắp pin còn đầy đủ. Đấy. Cái phần chân pin nó là như vậy. Đấy, thì em báo sơ chân pin, máy còn nguyên bụi luôn, còn đàng hoàng luôn. Đấy, vừa bóc qua băng keo ra thì nó bị như thế này. Bóc băng keo ra, tải cái băng keo bên đấy nó dính, nên lại không có đệm cái gì đó mà nó chỉ quấn một lớp xốp xong nó quăng qua như này, cho nên là khi mình bóc ra lột ra là hay bị như này. Đấy, nó rất là phức tạp. Đấy, con V43 850.000 nhé các bác nhé. Rồi đến một con Senco này. Con này sử dụng cho bác là một pin tiểu. Con này sóng radio nhé. Đấy, sóng radio này, con này bằng nhựa. Sóng radio. Senco sóng radio. Con này các bác lên mã cho em là con 44. Con 44 nhá. Đấy, con V44 này. Con V44 nhá. Đấy, con V44 này em gửi đến các bác là đi 200.000 này. Đấy, 200.000 cho con V44 nhá, 200.000. Đó.
Rồi mình lên một con tiếp con nữa này. Con này là con đen xì xì này, nó là cái con gì đây? Con này máy kim trôi này. Đấy, con máy kim trôi nhá. Đấy, con này các bạn lên mã cho em là mã số 45. Con V45 này, con V45. Con này gửi bác là 180.000 nhá. Đấy, 180.000 cho con V45 này. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em nhé, V45 180.000. Rồi lên một con Daily. Daily con này rơi kim ra rồi. Rơi kim ra. Rơi kim. Con này rơi kim mà không biết nó chạy như nào nữa. Con này đang chạy nhá. Có chạy nhá, kim vẫn đang chạy bình thường. Đấy, con này thì lên mã cho em là con này rơi kim rồi, bằng con này bằng nhựa mà kính cũng là bằng meca nhá. Con này liền gửi các bác là mã số 46 này. Con V46 này gửi các bác là 130.000 nhá. 130.000 cho V46 này. Đấy, hôm nay thì giá quá hợp lý luôn, gửi cho các bác nhé. Rồi con nữa nhá, lên con nữa là con V47. Con này cũng sử dụng biên tiểu luôn. Con này máy kim trôi này. Đấy, chất liệu của nó cũng bằng nhựa luôn, mặt thì mặt kính. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhá, lên mã cho em con V47 này. Con V47. Con này em gửi đến các bác là đi 180.000. 180.000 cho con V47 các bác nhá. À, V47 180.000. Máy của nó máy kim trôi. Đấy, nhìn còn rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, giờ các bạn nào quan tâm lên mã cho em V47. 180.000. Và cuối cùng lên có một con này, con này là con Chasiton. Con này thì sử dụng cho bác là lắc quả lắc dùng pin này. Đấy các bác nhá, lắc dùng pin, dùng hai pin đại. Đấy, con này thì nó có chế độ chuông của nó là như này. Đó. Máy hoạt động bình thường cho bác luôn. Khung của nó thì bằng gỗ nhá, khung của nó bằng gỗ luôn. Đấy, mặt kính của nó thì mặt kính phẳng, không có mo. Con này kính phẳng không mo. Đấy, máy hoạt động bình thường, đang lắc bình thường nhá. Sử dụng hai pin đại. Đấy. Cái này 30 phút không điểm này, 30 phút không điểm nhá. Chỉ có là tròn giờ. Đó, tròn giờ nó mới điểm nhá. Đó. Đó, tròn giờ điểm. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em. Con mã số 48 này. Con mã 48 này thì nó có chiều ngang của nó là đi 25 và chiều cao của nó được 37. Đường kính của nó 20 cm. Đấy, con này chất liệu của nó bằng gỗ. Trên này mặt đằng trước này thì nó là mặt gỗ phóc nhé các bác nhá, mặt gỗ phóc này. Đấy, mặt gỗ phóc. Con này thì gửi đến các bác là mã số 48, con V48 nhé. Con V48 này gửi đến các bác là mã này là mã số 48 là 750.000 các bác nhá. 750.000 cho con mã V48 này. Đấy, các bác nào quan tâm lên mã cho V48 750.000. Rồi tiếp lên một con này là con này dùng điện điện 110 các bác nhá. Đây điện 110 này. Đấy, nó có đèn bóng báo đèn ở đây rất nhá, bóng báo đèn ở đây này. Đấy, cái này vẫn là sống nguyên, đồng hồ thì lên như này, đồng hồ thì cái giấy này nó cong lên rồi này. Đấy, cái giấy này nó cong lên, cái mặt đồng hồ giấy nó cong lên rồi, còn đồng hồ thì vẫn chạy bình thường cho các bác nhé. Đó, đồng hồ vẫn chạy. Còn cái cầu này thì nó có đèn ở cái cầu này và những tòa nhà này có đèn luôn các bác nhé. Đấy, con này thì các bác lên mã xem, con này bao sống cho bác thoải mái này. Đấy, bao sống cho bác thoải mái nhé. Nói chung là cái cục 110 thì em không tiện mang ra tại vì nó đang có việc nên không mang ra được. Đấy thì bao sống cho các bác. Con này các bác lên mã cho em là mã số 49 này. Con V49 các bác nhá. V49 này thì gửi các bác là đi 400.000 này. Đấy, 400.000 các bác nhá. V49 400.000 có đèn. Đấy, để cho bác sử dụng có đèn. Rất đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp lên một con này là con bằng treo tường bằng nhựa nhá, nhựa giả gỗ, cái kiểu nó vằn nó vừa nó hoàn này.
Đấy, con này thì chiều ngang của nó 24 và chiều cao của nó là 38 cm. Con này thì sử dụng cho bác là một quả pin tiểu này. Đấy, một quả pin tiểu các bác nhé. Máy của nó máy kim chui, đang hoạt động bình thường cho bác này. Đấy, các bác lên mã cho em con này mã số 50, con mã V50 nhé, V50. Đấy, con này thì gửi đến các bác là 130.000 các bác nhé, 130.000 cho con V50 nhé. Đấy, rồi các bác nào quan tâm thì lên mã cho em. Và trong video thì có sản phẩm nào các bác quan tâm thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0818132198 nhé. Đấy, đây thì con này thì nó có chảy xước ở đây này, nó có chảy xước ở đây nhé các bác nhé. Đó. Thì các bác nào quan tâm cứ lên mã cho em. Và các bác nào đăng ký kênh rồi thì cho em xin một chút chia sẻ nhé các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác. Rồi hẹn gặp lại các bác trong video sau.